Sáng thế kỷ, chương 14 Chiến tranh bùng nổ giữa Sodom, Gomorrah và các vua đông phương Lúc bây giờ Amraphin vua Senea Arioch vua Elasa Kezolame vua Elam và Tidanh vua Goim gây chiến với Bera và vua Sodom Biresa vua Gomorrah Sineab vua Atma, Semeb vua Zeboim và vua của Bela tức là Xoa. Tất cả các vua này tập trung lực lượng tại thung lũng Sidim tức biển muối. Các vua này trước kia đã thuần phục vua Ketrodame suốt 12 năm. Nhưng đến năm thứ 13 họ nổi loạn. Năm thứ 14 vua Ketrodame và các vua đồng minh kéo quân đánh bại quân Rephaim ở Akhtaroth Kamain quân Susim ở Ham quân Emin ở cánh đồng tim và quân Horis trên vùng đồi núi Seir đến tận Enfaran giáp sa mạc quân đồng minh quay về suối xử Đoán cũng gọi là kade đánh bại luôn quân Amalek và quân Amorit tàng đóng quanh vùng Hazarsan-Tama. -sa Các vua Sodom-Gomorrah, Atma, Seboim và Bela tức là Soa. Hợp lực xuất trận dàn binh trong thùng lũng Sidim. Chống lại Ketzolame vua Elam, Tidanh và Voim. Amraphin vua Sinea và Ariok vua Eleasa bốn vua đánh với năm vua thung lũng Sidim có những nhựa chai khi thua chạy vua Sodom và Gomorrah đã ngã vào hố còn tàn quân trốn lên núi quân chiến thắng cướp đoạt tất cả tài sản và thực phẩm của hai thành Sodom và Gomorrah rồi bỏ đi họ cũng bắt lót cháu Abraham đang định cư tại Sodom đem đi với của cả người một người trốn thoát đến báo cho Abram, người Hy Bá, đang kiều ngủ gần các cây sồi của Mamre. Mamre là người Amorit, anh của Echol và Anne. Ba anh em đều đã kết ước với Abram. Nghe tin cháu bị bắt, Abram liền triệu tập đoàn gia nhân đã được huấn luyện thuần phục, gồm 318 người, đuổi theo quân đồng minh đến tận Dan. Abram chia gia nhân mình ra tấn công vào ban đêm đánh bại quân địch và truy nã chúng tận đến hô ba phía bắc Đà Mách abram đọc lại tất cả tài sản và đem nót cháu mình trở về với tài sản của ông cùng với phụ nữ và dân chúng menchi sedec sau khi chiến thắng kết và các vua đồng minh abram quay về vua sodom ra đón người tại thung lũng Sa-ve tức là thung lũng các vua menchicédes vua salem và là thầy tế lễ của đức chúa trời trí cao đem bánh và rượu ra đón menchicédes chúc phước cho áp ram rằng cầu đức chúa trời trí cao ban phước lành cho áp ram ngài là đấng sáng tạo trời đất đức chúa trời trí cao đáng được ca ngợi vì ngài đã giao nạp quân thù vào tay ngươi Abraham dâng cho người một phần mười tất cả chiến lợi phẩm vua Sodom yêu cầu Abraham ông chỉ cần giao trả người lại cho chúng tôi còn tài vật xin ông cứ giữ lại nhưng Áp Abraham đáp tôi đã đưa tay lên thề trước với Chúa là Đức Chúa Trời chí cao đấng đã sáng tạo trời đất rằng tôi không lấy vật gì của vua cả dù một sợi chỉ hay dây dày cũng không. Để vua sẽ chẳng bao giờ nói được là ta đã làm cho Abraham giàu. Tôi không lấy gì cả, ngoại trừ số thực phẩm mà đám gia nhân đã ăn và phần chiến lợi phẩm chia cho các chiến sĩ đã đi với tôi. Hãy để cho Anne, Escon và Mamre chia phần của họ đi.